Chào mừng các em đến với trang web loisdaihay.com. Hôm nay cô rất vui khi tiếp tục được đồng hành và hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi của bài số 16 Sự suy sụp của nhà Trần ở cuối thế kỷ 14, mục 1 La Mã, tình hình kinh tế xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thảo luận số 3 ở trang 77 trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7. Nội dung của câu hỏi đó là em hãy nêu tên, thời gian, địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa ở nửa cuối thế kỷ 14. Để trả lời cho câu hỏi này, các em hãy sử dụng nội dung kiến thức ở phần 2 nhỏ, tình hình xã hội ở trang 74, 75 và trang 76 trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7. Bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu ở nửa cuối thế kỷ 14 đó là cuộc khởi nghĩa đầu tiên chính là cuộc khởi nghĩa của Ngô Bệ, diễn ra từ năm 1344 đến năm 1360, địa bàn hoạt động chính là ở Hải Dương. Cuộc khởi nghĩa thứ hai đó là cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thanh và Nguyễn Kỵ, diễn ra vào năm 1379, địa bàn hoạt động chính là ở Thanh Hóa. Cuộc khởi nghĩa thứ ba là cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Bổ, diễn ra vào năm 1379, địa bàn hoạt động chính là ở Bắc Giang. Cuộc khởi nghĩa tiếp theo chính là cuộc khởi nghĩa của Phạm Xuân, diễn ra vào năm 1390 ở Quốc Oai, Hà Nội. Và cuộc khởi nghĩa thứ năm là cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Nhữ Cái, diễn ra từ năm 1399 đến năm 1400, diễn ra ở các vùng Sơn Tây Hà Nội, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Các em hãy truy cập vào trang web loisdaihay.com để cùng chờ đón các bài học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học sau.